Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình cảm và sự tri ân của các cựu chiến binh Thừa Thiên Huế đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và toàn dân tộc. Vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phải đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra về công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền. Dù có nhiều thuận lợi trong lần thứ hai thực hiện phương thức chi trả lương hưu tại nhà, sau việc chi trả qua thẻ ATM cho các đối tượng thụ hưởng mà Bảo hiểm xã hội phù hợp với bưu điện thực hiện vẫn chưa mặn mà lắm, nhất là người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên khắp năm châu lục đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ngày 14 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên khắp năm châu lục đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, đông đảo kiều bào và lưu học sinh đã cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và cùng ôn lại những công lao, đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đại diện các bộ ngành nước sở tại, đại sứ quán các nước, các tổ chức bạn bè quốc tế đã đến viếng, việc sổ tang gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong thời gian hơn 40 năm trong quân ngũ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham gia nhiều chiến trường ác liệt, đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng, trong đó có mặt trận Trị Thiên Huế của những năm tháng gian khổ ác liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong ký ức của những người cựu chiến binh đã từng làm việc, chiến đấu cùng thời với ông, hình ảnh của một vị lãnh đạo gần gũi, bình dị, kiên trung luôn in đậm trong ký ức của mỗi người khi nhớ về ông. Riêng cá nhân nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông cũng luôn dành những tình cảm rất đặc biệt với những vùng đất mà ông đã từng gắn bó, sống, chiến đấu. Đây cũng là những cảm xúc thiêng liêng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị như một lời tri ân đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và toàn dân tộc. Bà Lê Thu Lượng năm xưa là văn công quân giải phóng Trị Thiên Huế. Từ năm 20 tuổi, bà đã được gặp anh cả. Danh xưng được các cựu chiến binh quân khu sử dụng khi nhắc về đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong những năm tháng tiếng hạt ác tiếng bom, hầu như không có khoảng cách giữa những sĩ quan với lính, mà thay vào đó là tình cảm đồng chí đồng đội gắn kết anh em một nhà. Sau chiến tranh, cứ có dịp vào Huế là đồng chí Lê Khả Phiêu lại đến thăm gia đình bà Lượng. Nếu bận công việc và biết có ai vào Huế, đồng chí cùng viết thư hỏi thăm đồng viên. Và những lá thư, những bức ảnh chụp cùng bí thư Lê Khả Phiêu giờ đây thành những kỷ vật vô giá. Chính là bác Phiêu trong quân đội thì hồi xưa bác ở trong quân đội không được gọi là chủ hay bác hay em, người em còn lớn tuổi bao nhiêu rồi cũng khỏe. Nhưng nói chung là một người em mà thật là làm cho bác rất là mến phục. Tại vì một thủ trưởng mà bao giờ đối với lính cảm rất thương yêu lính cảm mà rất cởi mở, rất vui vẻ, nói chung hòa đồng. Cho nên là những cái ấn tượng về bác khi nghe bác nhắc chuyện. Còn với cựu chiến binh Thiếu tướng Nguyễn Văn Thu, ở tuổi 92, những ký ức của một thời bom đạn cũng chẳng còn được nhớ nhiều. Thế nhưng khi nhắc đến đồng chí Lê Khả Phiêu, vị tướng già từng là tham mưu phó quân khu Trị Thiên này vẫn còn nhớ rõ tình tình, cách đối nhân xử thế của anh cả Lê Khả Phiêu đối với cấp dưới, với nhân dân. Thực ra anh Lê Khả Phiêu tức là một người là rất là hiểu về tình hình, mà rất là thân thiện với nhân dân, vì cán bộ chiến sĩ là gọi là một người lãnh đạo nhưng luôn luôn sát với anh em, rất tốt, nhất sát với dân. Đi đâu cũng nhân cũng yêu mến cả. Đó còn là khi nào ông vào đây thì quân đội cũng luôn luôn cũng mến ông. Nghĩa là ông ở đội sự của cán bộ là tốt lắm. Có chuyện gì ông không... Ông hướng dẫn, ông giúp đỡ thôi, không có khi bao nào mà ông
nói nặng lời với anh em cả. Đó là một cái điểm rất tốt với ông Lê Khả Phiêu. Gắn bó với mặt trận Trị Thiên Huế trong những năm tháng gian khổ nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, từ năm 1967 cho đến năm 1974, lần lượt giữ các trọng trách chính ủy, kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn 9, phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm quân khu Trị Thiên, trước khi tham gia các mặt trận khác. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn xem chiến trường xưa như một phần máu thịt của mình. Năm 2013, dịp kỷ niệm 45 năm chiến dịch Mậu Thân 1968, dù tuổi cao, nhưng người anh cả Lê Khả Phiêu vẫn cố gắng thu xếp để cùng tham gia chuyến hành quân trở về Huế cùng với cựu chiến binh quân khu ở khắp mọi miền đất nước. Suốt cuộc đời cách mạng, dù khi là vị lãnh đạo cao nhất của Đảng hay ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn theo dõi những bước phát triển của Huế, bởi đó là nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống để có được ngày hòa bình hôm nay. Tôi vẫn thấy là một cái con người Huế. Cho nên tôi nói con người là bao gồm cả những người lãnh đạo, bao gồm những cái người mà trong cơ quan nhà nước của thành phố hay là của Huế đấy, và nhân dân Huế. Kể cả quá khứ hay hiện tại nữa, đều rất là sống đoàn kết với nhau, rất văn hóa và đang tập trung chăm lo xây dựng cái cuộc sống mới. Mà trong cuộc sống mới đó, nó đi vào cụ thể chứ không phải là nói bằng cách trừu tượng. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấy, là được cải thiện một cách rõ rệt. Tổ chức đô thị cũng tốt. Rồi thì là xây dựng các cái nền nếp văn hóa và trong đó có các cái khu di tích lịch sử, đặc biệt là cái truyền thống văn hóa của một cái cố đô hay là cái văn hóa nếp văn hóa Huế đấy thì được khôi phục lại, mà xây dựng có thể nói là cái con người Huế nó rất văn hóa, rất yêu hòa bình, nó chan hòa trên dưới gia đình thôn xóm rồi đối với cả bè bạn kể cả quốc tế đến đây nữa. Trong cả cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trở về với đất mẹ. Thế nhưng, hình ảnh về một vị tướng đầy chất lĩnh cù hồ, bình dị, kiên trung, một vị lãnh đạo mực thước, sẽ mãi mãi được người dân nhớ về ông. Thưa quý vị và các bạn, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phải đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra về công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền trong chiều ngày 14 tháng 8. Thăm nhà máy chế biến cát bột thạch anh ít sắt chất lượng cao của tập đoàn Việt Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận tiến độ thi công của nhà máy. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo tiến độ thi công để nhà máy sớm đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch cũng được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển kinh tế của huyện Phong Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Kiểm tra công ty Scavi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng là doanh nghiệp có số lượng công nhân phần lớn tại tỉnh Quảng Trị nên cần triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt, thường xuyên tuyên truyền cho công nhân nắm rõ các quy định phòng chống dịch, trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị y tế phòng chống dịch. Công ty cũng cần chủ động lên phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19, trong đó có phòng y tế, bố trí phòng cách ly. Nếu có công nhân sốt, ho hay có biểu hiện nghi vấn, sẽ lập tức chuyển vào phòng cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, vừa phòng chống dịch an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại chốt kiểm soát y tế huyện Phong Điền và động viên cả cán bộ đang làm nhiệm vụ tại đây. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra công tác tại chỗ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở cửa ngõ phía Bắc tại huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao cả lực lượng làm việc tại chỗ kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện ra vào địa bàn huyện và tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cả lực lượng tham gia kiểm tra tại chốt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai tốt việc kiểm soát, kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn, đo thân nhiệt người dân và phương tiện qua lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả. Nhận định đây là các chốt kiểm dịch rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, vì tỉnh bàn Quảng Trị đã tăng dần số lượng ca nhiễm bệnh.
Trong khi đó, ranh giới giao thông giáp ranh giữa hai tỉnh còn nhiều vấn đề bất cập. Chính vì vậy, cần phải kiểm soát chặt chẽ những người dân từ tỉnh Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế và ngược lại. Ngoài ra, cần tuyên truyền vận động người dân không đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nếu đi qua Quảng Trị trở về sẽ bị cách ly tập trung 11 ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, tại các chốt cần bố trí lực lượng phù hợp, phân luồng phương tiện hợp lý để tránh ùn tắc, áp dụng công nghệ thông tin trong kê khai y tế, cập nhật lên cơ sở dữ liệu, tiến đến triển khai y tế cộng đồng, y tế toàn dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng kiểm soát y tế trong quá trình làm nhiệm vụ phải tuyệt đối cẩn trọng, thực hiện đúng các biện pháp bảo hộ y tế để bảo vệ an toàn cho bản thân, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hôm qua, Hội nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế phòng chống COVID-19 tại thôn Trung Đồng nằm trên tỉnh lộ 22, xã Điền Hương, huyện Phong Điền. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Trị, địa phương đã ghi nhận cả các bệnh nhiễm COVID-19. Do vậy, lực lượng tại chốt kiểm soát y tế phòng chống COVID-19 ở khu vực Trung Đồng đã thực hiện nhiệm vụ theo dõi nắm bắt, kiểm soát và hướng dẫn cụ thể để người dân đăng ký thực hiện khai báo y tế, đảm bảo theo hướng dẫn quy định của tỉnh, huyện và các đơn vị liên quan. Chia sẻ những khó khăn với lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cùng Hội nông dân huyện Phong Điền đã thăm hỏi, động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại chốt. Đồng thời, mong cả lực lượng sớm khắc phục khó khăn về thời tiết, chấp hành nghiêm quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cả cấp, ngành y tế, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, đảm bảo an toàn cho bản thân, người dân. Đến nay, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức đi thăm tặng quà cho 5 chốt kiểm soát và một khu cách ly trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Đây là số tiền vận động cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phong Điền hướng dẫn các tuyến đường để người dân của Phong Điền thuộc các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải và Phong Hải từ các tỉnh thành phố phía Nam trở về địa phương theo các tuyến đường sau. Tuyến quốc lộ 1A tại ngã tư chợ An Lộ, rẽ phải dọc theo tuyến tỉnh lộ 11C đi qua địa bàn xã Phong Hiền. Tuyến ngã tư Hòa Mỹ giao giữa quốc lộ 1A và tỉnh lộ 9 rẽ phải qua khu công nghiệp Phong Điền. Tuyến tỉnh lộ 6 đoạn đi qua tổ dân phố Trạch Tạ, thị trấn Phong Điền. Đối với người dân Phong Điền trở về các địa phương nói trên đi qua địa bàn xã Hà Chánh, tỉnh Quảng Trị thì bắt buộc phải quay trở lại để lưu thông theo 3 tuyến đường trên. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ ngành về việc bổ sung và nâng cao năng lực cho đội cơ động phản ứng nhanh hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở y tế ngành chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc đánh giá năng lực và xem xét khả năng để đăng ký tham gia tăng cường cho lực lượng cơ động quốc gia theo các nội dung tương ứng, gồm 3 bác sĩ cấp độ 1, 3 bác sĩ cấp độ 2 là bác sĩ truyền nhiễm, bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội khoa đã được đào tạo về điều trị COVID-19 và các biện pháp cách ly. 5 điều dưỡng cấp độ 1, 5 điều dưỡng cấp độ 2 là điều dưỡng chuyên khoa hồi sức tích cực đã được đào tạo về điều trị COVID-19 và các biện pháp cách ly. 1 nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn. Trên cơ sở danh sách đăng ký, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn cho các đối tượng trên, chủ động điều phối hỗ trợ cho các đơn vị theo nhu cầu của từng đơn vị khi có dịch bệnh xảy ra. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 22 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết 84 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 người thuê đất. Về mức giảm tiền thuê đất, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước, năm 2020 và tiền chậm nộp nếu có. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất thửa đất đã được nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Dịch bệnh COVID-19 đã làm cho hoạt động giao dịch tiền mặt tại các điểm chi nhánh giao dịch của các ngân hàng giảm. Điều này cho thấy người dân đã thay đổi thói quen và hành vi thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, trong những tháng đầu năm, số lượng và giá trị thanh toán qua thẻ ATM, trực tuyến hay điện thoại di động đều tăng trưởng mạnh. Cùng với đó, nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích được các ngân hàng thương mại áp dụng triển khai thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 239 máy ATM và 1.917 máy POS đang hoạt động với 2.409 đơn vị chấp nhận thẻ. Các thiết bị chấp nhận thẻ phân bố tại nhiều địa điểm từ cơ sở lưu trú khách sạn chiếm 26%.
các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại 20%, bệnh viện, trường học 1,3%, các địa điểm khác 53%, giúp người dân dễ dàng và thuận lợi hơn trong các giao dịch ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế nằm trong số 5 tỉnh thành phố thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tại địa chỉ người nhận. Chủ trương mang tính nhân văn này được người dân đón nhận trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương lân cận. Dù có nhiều thuận lợi trong lần thứ hai thực hiện phương thức này, song việc chi trả qua thẻ ATM cho các đối tượng thụ hưởng mà bảo hiểm xã hội phù hợp với bưu điện thực hiện vẫn chưa mặn mà lắm, nhất là với người cao tuổi. Phần lớn các đối tượng thụ hưởng này vẫn chọn hình thức nhận tiền mặt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, vợ chồng bà Thanh được nhân viên bưu điện đến chi trả lương hưu tận nhà. Dù Thừa Thiên Huế chưa xuất hiện ca bệnh COVID-19 nào, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số tỉnh thành lân cận, việc nhận lương tại nhà giúp vợ chồng bà Thanh yên tâm hơn khi hạn chế đến những nơi đông người. Trong cái dịch COVID-19 đi, mà Đảng, Nhà nước đã quan tâm như gì là dân rất cảm ơn. Tránh được cái dịch, phòng được dịch cho dân. Nằm rõ hơn về địa bàn, địa chỉ người nhận là những thuận lợi trong kỳ chi trả thứ hai này. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành càng sớm càng tốt, những ngày này, chị Trúc Ni cùng đồng nghiệp trong tổ của mình đều phải làm việc cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, với trung bình mỗi ngày chi trả cho khoảng 160 đối tượng. Lần phát thứ hai này là nó tiện hơn vì lần trước thì những cái nơi mà không có địa chỉ rõ ràng thì đã được cập nhật. Thì trong những ngày này là bọn em cũng phải vất vả đi nhiều hơn. Nhưng mà để mang lại cái niềm vui với là cho bảo vệ cho các bác thì bọn em cũng thấy là vui vẻ mà. Trong kỳ chi trả lần này thì chúng tôi cũng đã triển khai và vì chi trả tại địa chỉ cho đối tượng hưởng. Thế cho nên là cũng huy động là hơn 90 là nhân viên, bao gồm là khối văn phòng bưu điện tỉnh và huy động cán bộ công nhân viên của bưu điện thành phố đều thực hiện tham gia vào công tác chi trả. Bên cạnh huy động nguồn nhân lực, việc chi trả tại nhà cũng phát sinh nhiều vấn đề mà hai ngành bảo hiểm và bưu điện tỉnh phải lên phương án cụ thể như xây dựng các tuyến, lịch phát, bố trí các điều kiện phục vụ chi trả, phương tiện vận chuyển, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn tiền mặt, phòng chống dịch bệnh. Để triển khai chi trả này, thì 100% nhân viên bưu điện tỉnh cũng như bảo hiểm xã hội tỉnh là chuẩn bị tối đa nguồn lực. Trong đó, trước khi chi trả thì cán bộ công nhân viên và phương tiện vận chuyển sẽ được sát khuẩn khử trùng đúng quy định. Đối với những trường hợp có lý do bất khả kháng không thể chi trả được thì bưu điện tỉnh chủ động liên hệ qua số điện thoại hoặc cùng cơ quan chính quyền trên địa bàn để liên hệ và hẹn thời điểm chi trả hợp lý nhất. Chi trả qua thẻ ATM sẽ khắc phục những vấn đề phát sinh trong chi trả bằng tiền mặt. Việc chi trả qua ATM trên địa bàn thành phố Huế cũng có nhiều thuận lợi khi số lượng phòng giao dịch và cây ATM của các ngân hàng tương đối nhiều. Tuy nhiên, phương thức này lại không được nhiều người lựa chọn khi số lượng đăng ký nhận tiền mặt vẫn cao gấp 2 lần. Đơn vị cũng đã tuyên truyền, tuy nhiên thì nó cũng có những cái một số bác thì cũng đã chuyển qua, nhưng mà cũng còn một số bác thì cũng chưa chuyển qua và số lượng thì cũng đang còn lớn. Với lý do thì thứ nhất là các bác là lớn tuổi, thế cho nên là việc thao tác mà sử dụng mà trên thẻ, trên máy rút tiền các thứ thì các bác đang còn ngần ngại. Cái thứ hai nữa là tâm lý thì các bác thì cũng muốn là đến kỳ chi trả thì tới gặp lại đồng nghiệp rồi bà con hàng xóm láng giềng trong tổ cụm dân phố để chuyện trò vui vẻ. Dù biết rằng thay đổi một thói quen với người cao tuổi, hạn chế trong việc nắm bắt công nghệ là điều không dễ. Tuy nhiên, những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu chắc chắn rồi cũng sẽ dần quen. Chuyển đổi hình thức nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh cũng đang góp sức để thực hiện thành công đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp, có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực linh kiện phụ tùng, phát triển linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa, cao su và linh kiện phụ tùng điện tử đáp ứng mục tiêu đến hết năm 2025 cung ứng được 45% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày, phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da giày đáp ứng mục tiêu đến năm 2025
tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, ngành da giày đạt 75-80%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dùng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên dùng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong công nghiệp công nghệ cao. Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết, ba miền trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, các tàu thuyền trên các vùng biển lưu ý để đảm bảo an toàn. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đang hoạt động mạnh trên khu vực Biển Đông. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở cả vùng biển trên, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.